chia sẻ tất cả các bạn bí quyết làm thế nào để chúng ta có thể làm việc tại nhà hiệu quả trong cái mùa Covid, đặc biệt là trong cái lịch giãn cách thời gian vừa qua, đặc biệt là trong thành phố Hồ Chí Minh tại nhà, nhưng mà chúng ta vẫn đang hiệu quả làm việc. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể có khi ở nhà nhưng mà chúng ta đạt hiệu quả cao hơn trong quá trình mà chúng ta làm việc hơn cả ở văn phòng? Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể làm được điều đấy? Hôm nay một vài cái chia sẻ để mà có thể là những anh chị làm về lĩnh vực sáng tạo, lĩnh vực về marketing, như là lĩnh vực về thiết kế cũng như là về branding giống như mình, thì có thể là có thêm một vài cái thông tin, kinh nghiệm để mình có thể làm được tốt hơn. Thì cái việc đầu tiên các chị cần làm đó là chúng ta cần có một kế hoạch rất là cụ thể hàng ngày chúng ta cần phải làm gì cho cái công việc của mình. Có một câu nói mà mình vô cùng tâm đắc đó là gì? Nếu mà chúng ta không có một cái chuẩn bị cho mình một kế hoạch thì chúng ta đang chuẩn bị kế hoạch cho một sự thất bại, đúng không ạ? Đó là điều vô cùng đầu tiên. Cái thứ hai, cái này là cái những anh, đặc biệt là những bạn làm về công việc tự do rất là vất vả, đó là gì ạ? Tuân thủ thời gian làm việc. Chúng ta đang làm việc gì thì tập trung vào làm việc đấy. Đôi khi là có những cái sao nhãng mà không cần thiết thì cần phải tập trung, ưu tiên thời gian, và đã lập kế hoạch rồi trong cái khung giờ việc đó là bao nhiêu phút ta cần phải ưu tiên từng cắt sáng cái thời gian của cái việc đó để làm việc khác, được không ạ? Điều thứ ba vô cùng quan trọng nữa mà chúng ta cần phải lưu ý khi làm tại nhà, đó là phân định rạch ròi giữa cái công việc cá nhân và cái công việc làm việc của mình. Đang làm việc có thể là đôi khi là có gì là không phải là đó là giờ nghỉ trưa mà chúng ta là thôi đi nằm một tí, ngủ một tí, nhưng thông thường một tí đó lại đôi khi trải qua cả tiếng đồng hồ, đúng không ạ? Rất là nhiều, và phân định rất là rõ như là công việc công ty, công việc cá nhân và công việc cuộc sống khi chúng ta đang làm việc ở nhà. Và cái thứ tư là cái rất là đặc biệt là hơn nữa những người làm việc bằng sáng tạo, đó là chúng ta phải tạo cái không gian làm việc tại nhà của mình. Tùy mỗi người các chị có khả năng sáng tạo như thế nào, có điều kiện như nào, chúng ta có thể là tự thiết kế không gian của làm việc của mình ở nhà như thế. Ví dụ như là ở đây nhà mình đang có một khu làm việc ban công, chúng ta có thể tự thiết kế những cái vật liệu rất là đơn giản. Ai có khả năng là làm thư pháp thì có thể cho ta làm cái thư pháp. Ai có khả năng là trang trí trồng cây thì các chị đều có thể là trang trí những khu làm việc của mình. Làm thế nào chúng ta có cảm hứng mỗi khi mình ngồi làm việc, mình cảm thấy được sảng khoái tinh thần, đôi khi có thời gian để nghỉ ngơi thì mình có thể làm được một việc hiệu quả tốt hơn nữa. Thứ năm là cần ăn mặc chỉnh tề để chúng ta tạo được một cái phong cách làm việc. Và bộ đồ mặc ở nhà thì làm sao có thể là thoải mái nhất có thể, ví dụ đơn giản một cái chiếc áo phông trắng như thế này, đặc biệt là thoải mái để mình có thể là cảm thấy là mình đang làm việc chứ không phải là mình mặc cái áo không ba lỗ. Vậy thông thường mình mặc cái gì, mình sử dụng cái gì thì nó giúp nó tạo ra một cái suy nghĩ trong đầu mình như vậy. Khi mình cảm thấy là mặc áo không ba lỗ, mình cảm thấy sự thoải mái đang làm thì nghĩ là những người một tí thường xuyên tập thể dục. Thông thường ở nhà với một số bạn bè của mình là ở nhà thì rất là bụng là bự lên, bởi vì chúng ta ít đi ra ngoài, hạn chế tập luyện. Nhưng mà có những cái bài thể dục tại nhà mà hiện nay trên online, cho nên có rất là nhiều những cái bài tập mà rất là nhiều người họ đang chia sẻ hướng dẫn để chúng ta có thể tập tại nhà. Cuối cùng đó là gì ạ? Hạn chế sử dụng mạng xã hội trong lúc chúng ta đang tập luyện. Với kinh nghiệm của mình là gì? Tắt hết tất cả những cái mạng xã hội. Thông thường là chúng ta hay để trên đó, cứ nghĩ là thôi chắc là mình không coi đâu, mình đang tập trung, nhưng thật sự nó có ảnh hưởng. Thay vì vậy, hãy tắt hết tất cả các cái mạng xã hội, tập trung vào công việc, làm dứt điểm công việc đó rồi thì có thể chỉ có thể lướt qua. Và hãy sắm cho mình những cái công cụ làm việc, đặc biệt là qua online. Ví dụ như hiện tại là mình đang dùng là ứng dụng Zoom, đặc biệt là hiện tại là Zoom đang phát triển rất là tốt và chúng ta có thể là sử dụng để mà kết nối với tất cả mọi người. Sắm cho mình những cái thiết bị để chúng ta có thể là tự kết nối, tự live stream, tự làm việc tại nhà. Đúng không ạ? Chúng ta cần phải kết nối với thế giới bên ngoài thông qua những cái công cụ và online để chúng ta có được. Vâng ạ. Và cái chia sẻ có thể là giúp cho tất cả các anh chị, các bạn có thêm vào cái kinh nghiệm của mình, và mời các anh chị chúng ta cùng nhau lướt qua một dòng những cái khu vực mà ở nhà người ta làm việc, để cho chúng ta có thêm một vài cái sáng tạo, cái ý tưởng cho mình, những cái vô cùng đơn giản, chúng ta không phải mất thêm nhiều quá nhiều chi phí để chúng ta có thể thiết kế một không gian làm việc cho mình. Và xin mời các chị ạ.